Rồi, ok các bạn, thì đây là những cái gói khuyến mãi mà Momo đã gửi thông báo cho mình. Ok, thì mình sẽ dùng thử một cái gói khuyến mãi cho các bạn xem ha. Rồi, mà các bạn theo dõi video mình nhé. Rồi, ok, chào quý anh chị và cô bác ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu về một cái số khuyến mãi của app Momo các bạn. Thì đây mình sẽ truy cập vào app Momo, mình sẽ nhập mật khẩu app của mình vào. Đó. Sau khi nhập mật khẩu app vào thì nó sẽ đưa mình về cái trang chủ của Momo nè các bạn. Đây ha. Thì mình ở trên đầu đó có cái chuông nè, mình sẽ truy cập vào đây ha. Đây mình sẽ nhấn vô cái chuông trên đầu bên phải nha. Đó, thì tất cả các thông báo mà cái phiên mạng của Momo nó sẽ thông báo ở đây. Đây các bạn, để mình nhấn vô cái chuông này nha. Đó, thì đây cái tin nhắn này. Đó, các quà như là ngày cuối hoàn tiền này. Đó, tất cả các cú khuyến mại nó đều để ở đây các bạn. Đây, để mình mở cái tin nhắn, cái thông báo mà Momo nó gửi cho mình nè. Đó, đây quá trời rồi. Này, mở cái tin nhắn này lên, giờ vàng nè các bạn, 28 tháng 6 giờ vàng trở lại. Đó. Đây là cái gói Momo khuyến mãi cho các bạn khi mà các bạn nào mà giới thiệu cho một bạn mới mà liên kết thành công cái tài khoản Momo ha, và liên kết thẻ ngân hàng thì sẽ nhận được 1 triệu từ gói khuyến mãi. Và các gói khuyến mãi ở bao gồm như là 3 thẻ cào này, 100.000 đồng đó đã đang dùng thanh toán nhiều loại dịch vụ Momo, hay là 1 thẻ cào 100.000 thanh toán qua đơn nước, hay là 1 thẻ cào 100.000 thanh toán Tiki là do đó, hay là 1 thẻ cào 100.000 để mua sắm trên siêu thị tiện lợi những các bạn, hay và còn rất nhiều cái khuyến mãi nó tổng cộng hết lại hết luôn là khoảng 1 triệu những các bạn đó. Còn cái ở bên dưới này, cái bên dưới đó là cái hướng dẫn cho bạn bè của các bạn á, mà thực hiện 4 bước để mà cùng nhận quà nha. Thì bước 1 là các bạn giới thiệu bạn bè, thì các bạn tải app đăng ký Momo đó. Bước thứ hai là các bạn sẽ ok, thì cái bước thứ hai thì các bạn sẽ nhập mã thứ giới thiệu là cái mã của bạn. Khi bạn giới thiệu á, kêu bạn bè của bạn nhập vô đó là cái số điện thoại nha. Đó. Rồi rồi bạn của bạn được ưu đãi đó. Cái thứ ba là các bạn sẽ liên kết vào cái tài khoản ngân hàng. Đó, cái cách liên kết đó thì mình sẽ để cái đường link mô tả ở trong phần mô tả như các bạn, hoặc là bên dưới cái bình luận thì các bạn sẽ truy cập vào đó, thì các bạn sẽ biết cách liên kết cái mobile với cái tài khoản ngân hàng nha. Đó, còn cái điều kiện nhận thưởng nè, cái gói quà 1 triệu đồng dành cho khách hàng đó chưa từng giới thiệu mobile cho trước ngày 28 nha các bạn, tới ngày 28 tháng 6 2021, và chỉ áp dụng cho lượt giới thiệu đầu tiên trong khung giờ vàng đó. Cái chương trình này áp dụng cho khách hàng á, liên kết Momo với tài khoản ngân hàng không vừa lòng. Cái chương trình này không áp dụng cho các khách hàng liên kết Momo với tài khoản ngân hàng bạn Việt nè, Shinhan Bank nè, hay là VietinBank. Chương trình cũng không áp dụng cho các đối tác của giới thiệu Momo, cho các giới thiệu Momo. Trong trường hợp mà quà đến muộn á, thì Momo cam kết sẽ cho khách hàng là trong vòng là 72 giờ sẽ trao thưởng với khách hàng trong vòng 72 giờ các bạn. Thì các bạn có thể kêu đi gặp ở chỗ một là giới thiệu Momo ngay nè, để mình giới thiệu cho bạn bè mình các bạn. Rồi các bạn lưu ý giúp mình là ngay ngày 28 nha. Đó, ngày mai từ 10 giờ ngày 28 đó. Đấy, thì nó sẽ đưa mình vô cái trang như thế này. Đó. Cái đầu tiên á là cái link giới thiệu bạn bè. Bạn có thể sao chép đây. Bạn vô Zalo hoặc Facebook rồi bạn gửi trực tiếp cho từng người. Đó, hai là các bạn sẽ kéo bên dưới nè, có chỗ folder Facebook nè. Đó, thì các bạn sẽ chia sẻ ngay ở đây chỗ này. Đó, vô thì chia sẻ ngay thì truy cập vào cái trang Facebook của mình. Đó, các bạn nào biết cách thì sẽ truy cập vô được cái trang Facebook nha. Còn ở bên đây, em mình chỉ truy cập vào Facebook của mình nha. Các bạn. Thì Facebook mình thì nó kêu mình nhập số điện thoại và mật khẩu, thì các bạn nào có cái số điện thoại này mật khẩu thì nhập vô được thôi. Còn cái chỗ chia sẻ kế bên phải nè, có chỗ chia sẻ nè, các bạn có thể chia sẻ qua Zalo đó, ở trên mình có chỗ sao chép nè, hoặc là các bạn chia sẻ trực tiếp vào nhóm hoặc là bạn bè của bạn trên cái tin nhắn của Zalo của bạn đó.
thì cái cách chia sẻ nó cũng rất đơn giản các bạn. Nếu các bạn nào mà biết xài thì sẽ liên kết rất nhanh nha. Nên là các bạn có thể xem cái hướng dẫn mình liên kết Momo ở trong phần miêu tả hoặc là dưới bình luận nha. Đó. Rồi, đặc biệt hơn nữa nha. Đây. Đây mình có thể đây có mình coi cái khuyến mãi này, đó. Rồi. Để mình ra thông báo luôn các bạn. Đây, có một cái thông báo quá quan trọng. Đây là cái dạng cái mình sẽ chỉ cho các bạn bí quyết mà nhận 10.000 hàng tháng. Thì cái này nó cũng đơn giản là đây nó tin nhắn nè các bạn. Tin nhắn của Momo nó thông báo cho mình nè, cái tin nhắn khuyến mãi á. Đâu mơ chuyện của mình sẽ mở lên cho các bạn xem ha. Đó. Này mình mở tin nhắn nè, nó tặng 10.000 nạp tiền điện thoại. Đó, để mình kể lên. Ok các bạn, thì tin nhắn đầu tiên nè, tặng 10.000 nạp tiền điện thoại. Dùng 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 nhanh kẹo là nó còn mấy tiếng đồng hồ nè. Hôm nay mình không có vô nên mình thấy nên mình sẽ vô ngay mình dùng mình đặt điện thoại luôn các bạn. Thì cái điện thoại này làm sao hàng tháng nó đều cho mình nha các bạn 10.000 đó. Thì lúc trước đó, mình có liên kết Momo và mình cũng để tài khoản vậy đó. Mình các bạn nào không muốn liên kết Momo thì các bạn hủy liên kết cũng được nha, nhưng mà các bạn đừng xóa Momo thì nó sẽ hàng tháng nó sẽ cho bạn cái khuyến mãi nó là 10.000 đó. Đây mình sẽ nạp tiền cho các bạn nha, đây mình sẽ nạp 10.000 như bạn. Đây là cái số điện thoại của mình. Đó, mình sẽ đóng dấu ít nha. Đây là số điện thoại của mình nha các bạn. Mình sẽ nạp vô 10.000. Đó, tài khoản mình lúc trước như chỉ có 300 700 đồng nha các bạn. Đó. 700 đồng mình vẫn có thể nạp được nha các bạn. Ở chỗ nạp ngay nè. Đó. Đây trên đây mình có 700 đồng nha. Nó kêu mình nạp là như quý Momo nè, nạp tiền nè, hoặc là tài khoản sao băng mình đã liên kết ha. Thì mình sẽ chọn ngay cái chỗ quý Momo nha các bạn. Quý Momo mình thì quý Momo mình chỉ có 700 đồng mình vẫn nạp được nha, tại vì nó khuyến mãi mình là nó cho không mình đó các bạn. Đó. Ngay chỗ này em ơn nhấn vô chủ là xác nhận ở trên có để giảm giá 10.000 đó, tổng tiền không đồng đó. Và các bạn sẽ chọn vô ngay chỗ là xác nhận nè, rồi các bạn sẽ nhập mật khẩu Momo của bạn vô đó. Mật khẩu của app mình đó, đây nó đã báo ra nạp tiền thành công rồi các bạn đó. Dạ, đơn giản nha. Đó thì cái khuyến mãi này đó nó sẽ cho mình hàng tháng như bạn, nếu mà các bạn cứ duy trì cái app Momo của mình không xóa app hay là các bạn liên kết hay là các bạn quỹ liên kết nó vẫn cho bạn 10.000 hàng tháng nha. Đó. Thì mình chỉ cho các bạn một cái bí quyết để mà có tiền hàng tháng 10.000 này. Rồi, thì còn cái khuyến mãi mà nhận được 1 triệu từ cái app Momo đó thì nó áp dụng từ 10 giờ đến 17 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2021 nha các bạn. Thì các bạn nào tranh thủ cái giờ đó các bạn lên giới thiệu và các bạn của bạn á nạp tiền vô và nhập mã giới thiệu là số điện thoại của bạn thì sẽ được hưởng 1.000.000 từ gói ưu đãi của Momo nha. Rồi thì chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì mình có những thông tin chia sẻ đến các bạn thôi. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like hoặc là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Rồi, mình chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye các bạn. Chúc ngày mới và cuối tuần vui vẻ.